Thực vật có mạch Sinh học tập 37 Đây là cúc vạn diệp Một loài thực vật có hòa Được tìm thấy trên khắp Bắc Bán Cầu Những chiếc lá có lông của nó Có đặc tính làm xe tự nhiên Và tên khoa học của nó Achilles xuất phát từ Achilles Người anh hùng Hy Lạp Người được cho là đã sử dụng nó Để chữa vết thương cho những người lính của mình và đây là cây thông Ponderosa. Chúng có thể cao cả trăm mét, và vào một ngày ấm áp, nếu bạn gửi nó, nó có mùi giống như kẹo bơ. Tất cả chúng đều có hình dạng, kích thước và đặc tính khác nhau, nhưng mỗi thứ này là một loại thực vật có mạch. Một trong những họ đa dạng nhất mà tôi dám nói là quan trọng nhất trong cây sự sống. Kể từ khi những loài tiền thân của chúng lần đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng 420 triệu năm, thực vật có mạch đã đạt được thành công to lớn nhờ khả năng khai thác tài nguyên xung quanh chúng chúng biến ánh nắng mặt trời thành thức ăn chúng hấp thụ chất dinh dưỡng trực tiếp qua đất mà không cần quá trình tiêu hóa tốn kém và thậm chí chúng còn tranh thủ sự giúp đỡ của một số bạn bè khi sinh sản vì vậy thường khi chúng làm công việc của mình thì có sự tham gia của bên thứ ba nhưng chỉ những điều này thôi thì không thể giải thích sự thành công tiến hóa của thực vật có mạch. Ý tôi là tảo đã quan hợp từ rất lâu trước khi thực vật biến nó thành mốt thời trang. Bí quyết thành công của thực vật có mạch là đặc điểm xác định của chúng. Các mô dẫn có thể lấy thức ăn và nước từ bộ phận này sang bộ phận khác của cây. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng khả năng di chuyển vật chất từ bộ phận này sang bộ phận khác của sinh vật là một bước đột phá tiến hóa lớn đối với thực vật có mạch. Nó cho phép chúng phát triển lớn hơn theo cấp số nhân, lưu trữ thức ăn cho thời gian đói kém và phát triển một số tính năng lạ mắt, cho phép chúng lan rộng hơn và nhanh hơn. Đó là một trong những cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử sự sống trên trái đất. Kết quả là, thực vật đã thống trị trái đất từ rất lâu trước khi động vật xuất hiện và thậm chí ngày nay chúng còn nắm giữ hầu hết các kỷ lục thế giới. Sinh vật lớn nhất trên thế giới là một cây cổ đỏ ở Bắc California, cao 115 mét, lớn hơn ba con cá vòi xanh xếp chồng lên nhau. Sinh vật khổng lồ nhất là khu rừng ở Utah. Tất cả được kết nối bằng rễ, nặng tổng cộng khoảng 6.000 tấn. Và sinh vật sống lâu đời nhất, một đám cỏ biển sống ở địa trung hải có niên đại 200.000 năm như vậy bạn đã biết một sinh vật càng có nhiều mô chuyên biệt thì chúng càng phức tạp và chúng thường hoạt động tốt hơn nhưng bạn cũng biết rằng những thay đổi này không diễn ra trong một sớm một chiều các mô để xác định thực vật có mạch không tiến hóa cùng một lúc nhưng ngày nay chúng ta nhận ra ba loại tạo nên những thực vật này các mô già tạo nên các lớp ngoài cùng của chúng và giúp ngăn ngừa tổn thương và mất nước các mô mạch thực hiện tất cả các chức năng dẫn truyền vật chất mà tôi vừa đề cập ở trên. Và loại mô phong phú nhất, mô crowd, thực hiện một số chức năng quan trọng nhất của đời sống thực vật, bao gồm quan hợp và lưu trữ thức ăn thừa. Có một số thực vật không bao giờ vượt quá những điều cơ bản này. Chúng nảy mầm từ một hạt nảy mầm, phát triển các mô này rồi dừng lại. Đây được gọi là tăng trưởng sơ cấp, và thực vật bị giới hạn trong giai đoạn này là cây thần thảo. Đúng như tên gọi, chúng giống như cây cỏ, nhỏ, mềm, dẻo và thường chết tận gốc hoặc chết hẳn sau một mùa sinh trưởng. Hầu hết mọi thứ bạn thấy mọc trong vườn sau nhà, thảo mộc và hoa và bông cải xanh và những thứ tương tự, chúng đều là cây thần thảo. Nhưng rất nhiều thực vật có mạnh tiếp tục phát triển thứ cấp. Điều này cho phép chúng phát triển không chỉ cao hơn mà còn rộng hơn. Điều này có thể thực hiện được nhờ sự phát triển của các mô bổ sung, đặc biệt là các mô gỗ. Đây là những cây thân gỗ, bao gồm cây bụi và dây leo có vỏ bao phủ, và tất nhiên là cả cây cối của bạn. Nhưng bất kể chúng có lớn hay không, tất cả các thực vật có mạch đều được tổ chức thành ba cơ quan chính. Tất cả đều quen thuộc với bạn. Không chỉ vì bạn biết chúng là gì khi còn học lớp 2, mà còn bởi vì bạn có lẽ ăn chúng mỗi ngày đầu tiên rễ cây nó hấp thụ nước và chất dinh dưỡng đồng thời đóng vai trò như một kho chứa thức ăn thừa và tất nhiên giữ cho cây cố định trong lòng đất tiếp theo là thân cây nó chứa các cấu trúc vận chuyển chất lỏng và lưu trữ chất dinh dưỡng và cũng là nơi chứa các tế bào chuyên biệt gọi là mô phân sinh chịu trách nhiệm tạo ra sự phát triển mới nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là hỗ trợ cơ quan cuối cùng là chiếc lá tất nhiên đây là nơi cây trao đổi với bầu khí quyển và thu ánh sáng mặt trời để sản xuất thức ăn với sự trợ giúp của nước và khoáng chất được thu thập qua rễ và gửi lên qua thân giờ đây mỗi cơ quan này chứa cả ba mô chúng cùng hoạt động để hấp thụ dẫn truyền và khai thác một trong những phân tử quan trọng nhất của thế giới đó là nước vì thực vật được thiết kế khá nhiều xung quanh nước. Chúng ta hãy theo dõi một số phân tử H2O để xem thực vật tận dụng tối đa nước như thế nào. Đầu tiên, giống như hầu hết các sinh vật, không có gì có thể xâm nhập hoặc ra khỏi cây mà không vượt qua lớp da đầu tiên. Trong trường hợp này là mô da. Ở những cây nhỏ hơn, không thân gỗ, hầu hết đây chỉ là một lớp tế bào mỏng được gọi là biểu bì. Điều này là tuyệt vời để giữ cách lì bên ngoài và bên trong. Nhưng lớp biểu bì cũng có thể hỗ trợ một số tính năng hấp dẫn ở các bộ phận khác nhau của cây. Ví dụ, ở lá và thân, nó thường có một lớp sáp bên ngoài được gọi là lớp cuticle giúp ngăn ngừa mất nước. Trên một số lá hoặc trên vỏ chứa những hạt có giá trị đó. Lớp biểu bì có thể mọc ra cấu trúc giống như lông gọi là trichomes giúp ngăn chặn côn trùng và tiết ra chất lỏng dính hoặc có độc ví dụ chính chất tiết ra từ cỏ thì hữu ích cho việc sơ cứu cũng là thứ ngăn cản kiến sử dụng cỏ thì cho bữa trưa của chúng cuối cùng ở rễ lớp biểu bì có các đặc điểm tương tự được gọi là lồng rễ giúp tối đa hóa diện tích bề mặt của rễ để hấp thụ giống như chúng ta đã thấy trong các hệ cơ quan của chính mình tất nhiên đây là nơi mà thực vật thường hấp thụ lượng nước cần thiết nhân tiện các tế bào tạo nên mô cha này là khối xây dựng cơ bản thiết yếu nhất của thực vật có mạch được gọi là tế bào nhu mô đây là những tế bào thực vật phổ biến nhất không chỉ được tìm thấy ở rễ mà còn ở thân lá và hoa chúng mỏng linh hoạt và có thể thực hiện tất cả các loại chức năng tùy thuộc vào vị trí của chúng hiện nay sau khi đi qua lớp vỏ của rễ và qua lớp vỏ tinh bột hoặc lớp ngoài nước sẽ đến loại mô đầu tiên trong hai loại mô mạch, đó là xi lầm. Chức năng chính của xi lầm là vận chuyển nước và khoáng chất hòa tan từ gốc lên lá. Nhưng nó thực hiện như thế nào? Có rất nhiều lý do là do phần trên của cây liên tục làm bay hơi nước thông qua một quá trình gọi là thoát hơi nước. Khi nước bốc hơi từ lá, nó tạo ra áp suất âm bên trong xi lầm, do đó sẽ hút nhiều nước hơn lên trên thực vật có thể thoát ra một lượng nước thực sự đáng kinh ngạc. Và vì chính điều này mà bầu khí quyển của chúng ta có thể ở được. 4.000 mét vuông cây bắp thải ra hơn 11.000 lít nước mỗi ngày. Một cây sồi lớn có thể thoát ra 15.000 lít nước trong một năm. Chỉ 1% lượng nước mà thực vật hấp thụ được thực sự sử dụng, chủ yếu là trong quá trình quan hợp. Phần còn lại được giải phóng từ từ và vô hình cung cấp một trong những chức năng quan trọng nhất của trái đất, vận chuyển nước từ đất vào bầu khí quyển. Sau đó, nước này quay trở lại bề mặt dưới dạng mưa, giúp mọi sự sống trở nên khả thi. Hãy nghi ngẫm điều đó khi chúng ta tiếp tục với si lầm. Và khi chúng ta tiến lên cao hơn trong cây, chúng ta bắt đầu gặp phải sự đa dạng hơn của các tế bào. Được thiết kế không chỉ để di chuyển các chất xung quanh, mà còn để cung cấp hỗ trợ kết cấu. Ví dụ, các tế bào được kéo dài với thành tế bào dày hơn được gọi là collenchyma, giúp giữ vững cơ thể thực vật. Đặc biệt là ở cây thần thảo và trong các cấu trúc non như chồi mới. Cần tây chủ yếu được tạo thành từ những tế bào này, vì vậy bạn đã biết mùi vị của chúng. Ở những cây thân gỗ lớn hơn, bạn cũng tìm thấy các tế bào sclerenchyma, đặc biệt là trong xi lầm. Chúng thậm chí còn có thành tế bào dày hơn được làm từ lignin, một loại polymer siêu bền khiến gỗ trở nên cứng cáp. Tuy nhiên, điều kỳ lạ về các tế bào sclerenchyma là hầu hết chúng khi trưởng thành, chúng sẽ chết. Chúng chỉ để lại những bức tường tế bào cứng cáp của mình để làm cấu trúc hỗ trợ, và các tế bào mới từ lớp mới trong mùa sinh trưởng tiếp theo sẽ đưa lớp cũ chết ra bên ngoài. Vào những năm ấm áp, ẩm ướt, các lớp này phát triển dày khi vào những năm lạnh và khô, chúng mỏng và nhẹ. Những tăng tiết gỗ này tạo thành các vòng cây mà các nhà khoa học có thể sử dụng không chỉ để theo dõi tuổi của cây, mà còn cả lịch sử khí hậu mà nó đã trải qua. Bây giờ, ở đỉnh của Si Lam, nước đến đích cuối cùng là lá. Ở đây, nước di chuyển qua một mạng lưới các cấu trúc giống như tĩnh mạch ngày càng nhỏ cho đến khi nó đổ vào một loại mô mới gọi là mesophyll. Như bạn có thể biết từ tên của nó, meso có nghĩa là giữa và phil có nghĩa là lá. Lớp này nằm giữa lớp biểu bì trên và dưới của lá. Điều này đánh dấu sự xâm nhập của chúng ta vào mokraut. Bất chấp tên gọi của nó, mokraut không chỉ được tìm thấy trong lòng đất, và nó thực sự chỉ được định nghĩa là bất kỳ mô nào không phải là già hoặc mạnh. Tuy nhiên, đó là nơi có thức ăn. Lớp mesophyll chứa đầy các tế bào nhu mô với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Nhiều tế bào sắp xếp lỏng lẻo để CO2 và các vật chất khác lưu thông giữa chúng. Những tế bào này chứa các lục lạp bào quan quan hợp, như bạn đã biết, là nơi tổ chức quá trình quan hợp. Nhưng CO2 này đến từ đâu? Một số đặc điểm gọn gàng nhất trên lá là những lỗ nhỏ trên lớp biểu bì, được gọi là lỗ khí hoặc khí khổng xung quanh mỗi khí khổng là hai tế bào bảo vệ ở mỗi đầu điều chỉnh kích thước và hình dạng của nó khi điều kiện khô ráo các tế bào bảo vệ mềm ra chúng dính vào nhau đóng lỗ khí lại tuy nhiên khi lá được tưới bằng nước các tế bào bảo vệ sẽ phồng lên và cong ra khỏi nhau mở lỗ khí để nước bay hơi và cho carbon dioxide vào đây là yếu tố cho phép quá trình thoát hơi nước cũng như quá trình quan hợp diễn ra thông qua một loạt các phản ứng phức tạp đến nhức ốc được kích hoạt bởi năng lượng từ mặt trời. CO2 kết hợp với hydro từ nước để tạo ra glucose. Oxy còn sót lại được giải phóng qua khí khổng và glucose đã sẵn sàng để vận chuyển. Bây giờ, nếu bạn chú ý, bạn sẽ nhận thấy rằng trước đó tôi đã nói rằng có hai loại mô mạch và ở đây vòng tròn được tạo thành hoàn chỉnh khi đường thoát ra khỏi lá qua lớp phloem. Phloem chủ yếu được tạo thành từ các tế bào xếp chồng lên nhau trong các ống có các tấm đục lỗ ở hai đầu. Sau khi glucose được nạp vào các tế bào này, được gọi là tế bào mạch trì, chúng sẽ hấp thụ nước từ xi lem gần đó để tạo thành nhựa giàu đường để vận chuyển đường. Bằng áp suất bên trong và sự khuếch tán, nhựa cây di chuyển đến bất cứ nơi nào cần thiết đến các bộ phận của cây đang phát triển, nếu đó là mùa sinh trưởng hoặc xuống rễ nếu nó không hoạt động, chẳng hạn như trong mùa đông, nơi nó được lưu trữ cho đến mùa xuân. Như vậy, bây giờ bạn đã hiểu mọi thứ cần thiết để thực vật có mạch thành công. Tôi hy vọng bạn hiểu tại sao thực vật lại mang lại chiến thắng. Thực vật không chỉ chịu trách nhiệm tạo mưa, chúng còn là mắt xích đầu tiên và quan trọng nhất trong chuỗi thức ăn của chúng ta. Đó là lý do tại sao những môi trường sống giàu thực vật nhất thế giới như rừng nhiệt đới và đồng cỏ lại rất quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta khi những môi trường sống đó thay đổi mọi thứ sẽ thay đổi thời tiết nguồn cung cấp thực phẩm thậm chí cả sự cố thiên tai